X88 Nhà đất Hải Phòng kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tại ngõ 165 Đà Nẵng Ngô Quyền. Được giao bán với giá 1 tỷ 650 triệu. Căn nhà hướng Tây tứ trạch với diện tích 40m2, 3 tầng với 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 vệ sinh, 3 ngủ, phòng thờ, sân phơi. Tầng 1 của căn nhà được chia đôi để sử dụng làm phòng khách và phòng bếp với nền gạch sáng bóng, kết hợp cùng hệ thống đèn chùm trần. Phòng bếp đã được lắp đặt sẵn tủ kệ bắn tường tạo cho không gian của căn bếp trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn. Một phòng vệ sinh nhỏ được đặt phía cuối nhà đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng tại tầng 1. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Cầu thang với giá long môn và kính liền nguyên khối hoàn toàn vững chắc và rộng rãi. Tầng 2 được chia đôi thành 2 phòng ngủ với nền gạch giả gỗ, rộng rãi. Tầng 3 được chia ra sử dụng làm phòng ngủ thứ 3 và không gian phòng thờ. Vẫn đáp ứng được yếu tố riêng tư để đảm bảo cho sự thanh tịnh của chốn linh thiêng, nơi tôn kính các bậc tiên tổ. Khu vực của sân phơi khá nhỏ nhưng vẫn đáp ứng được đủ nhu cầu phơi đồ. Chỉ với 1 tỷ 650 triệu là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 40m2, hướng Tây tứ trạch vô cùng tuyệt vời. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.